cho Ohachun biết sự thật. Lời thú tội của giúp gì, mẹ thấy là quá đủ để làm động lực trả thù cho cậu ta. Con không muốn để cho anh ta giúp cho việc báo thù của con. Cô giúp gì cả? Cô bị điên rồi hả? Cô không thấy là cô đã cố bắt cóc tôi mà tôi vẫn trở về được sao? Sao cô dám cả gan cho người tìm cách bắt tôi rồi giết tôi nữa chứ? Để cô bắt ra. Im miệng đi. Hoàng Gia Hưng đó đã biết cô và Kha Cha giết cô Inzo đó. Hoàng Gia Hưng đã biết chúng tôi giết cô Inzo hay sao? Phải. Mình nghe nói Hoàng Gia Hưng đã biết về chuyện 5 năm trước rồi. Có phải là cậu đang giấu mình chuyện gì hay không? Ohara chắc chắn đã dồn Chusarin vào chân tường rồi. Phải tìm ra họ sẽ dùng nước cờ gì với mình.